cho bộ sưu tập Xuân Hạ do tập thể phối hợp thực hiện. Như mọi người đã biết, trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa, song vẫn còn những khó khăn, vấn nạn được giải quyết, đặc biệt là sự ô nhiễm môi trường. Còn cơ sở lại là môi trường biển. Do vậy, thuế trục trên cũng nên đảm bảo những vật liệu tưởng chừng không sử dụng được nữa như bao ni lông, ống hút, chai nhựa để hoàn thành tác phẩm của mình. Cả set đồ được thiết kế hoàn toàn bằng máy móc với được thâu tỉ mỉ của chiếc áo lên dây gợi cảm làm tôn lên bầu trời quyến rũ. Với chiếc máy tách ly, dưới gói bao bộ và tấm lưới chuyên dùng cho dụng cụ người đánh bắt cá và tác phẩm được bố trí đang chìm đi đáy đại dương, đó là với bức tranh thiên nhiên bên cạnh bạn là một ảnh nặng của một ngôi nhà rất cổ điển là cơ thể sản phẩm nước có chế hài hòa. Những hình ảnh của chú cá, chú cua đang bị tổn thương được thể hiện rõ sau trang phục hoàn toàn được khắc phục một cách công phu. Để tăng thêm sự đặc sắc cho trang phục, chúng em gửi hai lọ bằng nhựa để bỏ đi để làm nên đôi móng tay xinh xắn với đa màu sắc. Bằng tất cả sự tâm huyết và đam mê, bộ trang phục đã được tái chế thành công. Thông qua thông điệp, tôi cảm thấy tức giận khi nhìn thấy người ta vứt đi những thứ có thể sử dụng được của Mother Teresa. Chúng em mong rằng sẽ truyền được cảm hứng cho mọi người về một môi trường xanh, sạch, đẹp và không bị ô nhiễm.